Bình Định, vùng đất đang nổi lên như một điểm đến mới với nhịp sống hiện đại sôi động mà vẫn giữ trọn nét đẹp yên bình. Cảnh sắc nguyên sơ của miền ven biển là một trong năm tỉnh thành hạt nhân giúp tăng trưởng và thúc đẩy kinh tế khu vực miền Trung Tây Nguyên. Bình Định đang tập trung phát triển mạnh hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế du lịch cho toàn tỉnh. Đây cũng là một trong số ít các tỉnh thành sở hữu cả 4 loại hình giao thông quan trọng: đường bộ, đường sắt, hàng hải và hàng không. Về đường bộ, có 3 tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Bình Định: quốc lộ 1A, quốc lộ 1D, quốc lộ 19 với tổng chiều dài 208 km. Về đường sắt Bắc Nam qua tỉnh Bình Định dài 148 km, có ga Diêu Trì, một trong 10 ga lớn của Việt Nam, là đầu mối của tất cả các loại tàu trên tuyến đường sắt, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn và cảng biển khoảng 12 km. Về cảng biển, Bình Định có 134 km bờ biển với nhiều đảo, vịnh và cửa biển, rất thuận lợi cho việc xây dựng cảng biển. Trong đó có cảng quốc tế Quy Nhơn là một trong 10 cảng biển tổng hợp lớn của Việt Nam, phục vụ phát triển kinh tế khu vực, là đầu mối chuyển tiếp hàng hóa quá cảnh cho một số tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia. Về hàng không, cảng hàng không Phù Cát cách thành phố Quy Nhơn 30 km về phía Tây Bắc có sân đổ máy bay đáp ứng 7 vị trí đổ. Nhà ga đã đầu tư hoàn thiện năng lực phục vụ 600 hành khách trên giờ cao điểm, đáp ứng khai thác với công suất 1,5 triệu hành khách một năm. Trong kế hoạch phát triển giai đoạn 2021-2030, Bình Định cũng đang đề xuất nâng cấp sân bay Phù Cát thành cảng hàng không quốc tế, quy mô tăng lên gấp 3 lần. Xác định cơ sở hạ tầng hoàn thiện là động lực để Bình Định vươn tầm châu Á, tỉnh Bình Định đã và đang chuẩn bị thực hiện loạt dự án giao thông trọng điểm trong giai đoạn 2021-2025. Hơn 50 dự án hệ thống giao thông sẽ được ưu tiên đầu tư. Đồng hành cùng tỉnh Bình Định trong công cuộc xây dựng hạ tầng là một số doanh nghiệp lớn. Trong đó, tập đoàn Hưng Thịnh đang đầu tư hệ thống cáp treo hiện đại nối từ Mũi Tấn đến bán đảo Phương Mai với chiều dài 2 km. Đây là hệ thống cáp treo đầu tiên được đầu tư bài bản tại Quy Nhơn. Thời gian tới sẽ còn có nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm khác của Trung ương được triển khai đi qua địa bàn Bình Định. Đáng chú ý là tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh. Thực tế cho thấy, sự phát triển vượt bậc và đồng bộ trên mọi loại hình giao thông đã giúp rút ngắn khoảng cách di chuyển từ Bình Định đến các thành phố lớn, cũng như giúp Bình Định trở thành tâm điểm giao thương hàng hóa trong và ngoài nước. Sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch, cùng với những tín hiệu lạc quan về hạ tầng, tỉnh Bình Định đang là miền đất hứa, thu hút nhiều dự án tầm cỡ đổ về đầu tư với nguồn vốn khổng lồ. Du lịch Bình Định tương lai không xa sẽ vươn tầm thế giới, trở thành điểm đến ưa chuộng hàng đầu của du khách trong nước và quốc tế.